Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Clip buổi tối ngày hôm nay là ngày 4 tháng 9 thì Xuân Đỉnh tiếp tục lên cho các bác những sản phẩm về âm thanh bãi để các bác phối ghép về những bộ âm thanh của những mình. Và ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh lên cho các bác một cái bộ combo phối ghép rất là chuẩn, thuộc top những dòng loa bookshelf hay và hiếm. Tuy rằng cái thương hiệu thì không nổi tiếng nhưng cái giá rất là mềm. Chọn bộ phối ghép này gồm có cặp loa Panasonic, model của nó là MX30. Loa rất là đẹp, đấy, bát 18, gân mút màng giấy và một tép đôm. Và đang phối ghép là một chiếc âm ly Pioneer 7600, hai đèn vu xuất âm tụ. Bộ này thì tổng giá trị cả bộ này chỉ có 7 triệu đồng cả bộ. Để mà chơi rất hay với diện tích phòng 30m², đặc biệt các bác trưng bày cũng như nghe nhạc ở những diện tích phòng khách, phòng làm việc thì bày những cái bộ loa này rất là đẹp. Đấy, nếu mà nói về cái thương hiệu thì nó sẽ không nổi tiếng bằng Onkyo hoặc là những dòng loa bookshelf khác, nhưng với cái phân khúc tầm tiền mà dưới 3 triệu đồng thì các bác tìm được những cặp loa hay mà cái chất âm nó sánh ngang với cặp Panasonic này thì rất ít, chỉ chết về cái thương hiệu này không nổi tiếng nhưng giá rất là mềm đấy, và ghép với chiếc âm ly 7600 này thì quá tuyệt vời, đẹp phải gọi là xuất sắc luôn. Mặt tiền không một vết xước nào cả. Dòng này là dòng xuất âm tụ 7600 này thì nó chỉ nhỉnh hơn 7900 một chút xíu thôi, nhưng mà những dòng xuất âm tụ thì tiếng sẽ mềm mại và ngọt ngào hơn rất là nhiều. Đấy, các bác nào quan tâm những bộ phối ghép hay thì cứ alo Xuân Đỉnh. Và trước khi quay về phần chi tiết và báo giá thì Xuân Đỉnh sẽ quay tổng quan một lượt. Ngoài ra thì có hai chiếc xúc điện Yamaha SVK80W20 cũng về trong tình trạng là siêu đẹp. Xúc điện thì nó sẽ có nhiệm vụ là tăng giải trầm cho những cái bộ âm thanh thiếu với giải bass sâu, thì những chiếc xúc này sẽ đáp ứng cho các bác là như vậy. Và xúc điện nó sẽ không ăn công suất của âm ly, cho nên các bác ghép tốt các loại âm ly, chỉ cần là các bác có tín hiệu đầu ra cho những chiếc xúc nó sẽ hoạt động bình thường. Đấy. Cấu hình chiếc xúc này là bass 20 và mức giá thì cũng chỉ có 3 triệu đồng một chiếc. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết và báo giá công khai cho các bác. Tất cả sản phẩm ở đây thì các bác có thể là mua riêng lẻ từ loa cho đến âm ly. Và mọi thông tin các bác có nhu cầu thì cứ alo cho Xuân Đỉnh theo số điện trên bài là 0395727582, địa chỉ cửa hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và những sản phẩm ở đây cửa hàng Xuân Đỉnh đều ship hàng toàn quốc và giá bán không bao gồm phí ship. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết, mời các bác bớt chút thời gian theo dõi video. Sẽ quay về hai chiếc xúc điện ở trước. Xúc về trong tình trạng là rất là mới, mặc dù nó là đồ bãi đã qua sử dụng nhưng chưa từng sử dụng ở Việt Nam, và đây là hàng tuyển chọn cho các bác. SVK80 điện 100V, công suất từ này là 60W một loa. Đấy, được sản xuất tại Malaysia. Điện là 100V nhé. Những chiếc xúc đời Yamaha thì sẽ thường sản xuất tại Malaysia hoặc là Indo. Cả hai chiếc này thì đều sản xuất tại Malaysia. Góc cạnh xúc thì đẹp như mới. Và tất nhiên thì nó vẫn là đồ cũ, sản xuất mấy chục năm rồi, nhưng hàng tuyển chọn cho các bác. Trên cái chiếc xúc này thì có chức năng, thứ nhất là phím bật tắt nguồn, đây là volume to nhỏ và đây là cắt tần. Bát của nó là sở hữu là một bát 20 gân mút màng giấy 500 kép 2 tầng, lỗ thông hơi phía trước. Trước này thì Xuân Đỉnh giật căng ngay để cho các bác có thể nhìn thấy rõ về loa, còn căng thì rất là đẹp. Đấy. Còn chiếc này thì vẫn còn nguyên, căng là xuất sắc rồi, không hề có bị chảy xước hay bị rách hay xấu xí gì cả. Về đây là hàng tuyển chọn. Chiếc xúc này hiện tại thì đang có mức giá là 3 triệu đồng một chiếc. Dòng này sử dụng là gân mút bằng giấy nên cái tiếng bát nó sẽ xuống rất là mềm và rất là sâu, nghe rất là dễ chịu. Đặc biệt là cắt tần rất là tốt. Các bác thấy nó lọc những phần âm thanh rất là sạch sẽ, là chỉ có tiếng trầm hay gọi là tiếng ủ không thôi. Đấy. Và xúc này thì sẽ chơi rất hay với diện tích phòng 30m² trở lại để cái chất âm nó không bị loãng. Các bác ghép vào những bộ nghe nhạc hoặc bộ karaoke. Và riêng những chiếc xúc này thì các bác muốn kê hay nhất thì các bác cứ để ở góc nhà. Các bác cứ để tận góc cho Xuân Đỉnh thì nghe cái giải trầm nó mới ấn tượng. Đấy. Đã test là hoạt động tốt rồi, mức giá là 3 triệu đồng một chiếc. Kích thước tổng quan thì nó có chiều cao là 46, chiều ngang của nó là 25 và chiều sâu của nó là 38. Rất đẹp, đồng giá 2 chiếc, 3 triệu một chiếc. Đấy, ghép vào tất cả các loại âm ly cũng đẩy nha. Và xúc này tiếng rất là hay, hàng bãi của Nhật tuyển chọn phục vụ cho các bác, giá thì rất là mềm. Đằng sau này, siêu đẹp. Đấy, đây là cái đường vào, chế độ auto tự động nguồn và có chế độ đảo pha. Đấy, dưới này là phía dây điện cắm nguồn, siêu đẹp luôn, mà giá rất là mềm, đồng giá 3 triệu một chiếc. Các bác nhanh tay thì alo Xuân Đỉnh. Còn ở phía đằng sau, một cặp loa bookshelf
Panasonic MX30. Đấy, cái thương hiệu này là không nổi tiếng rồi. Thì nếu như đây là cặp Onkyo thì nó sẽ tương đương như dòng D500 đấy. Góc cạnh thùng rất đẹp, lỗ thùng 10 phía đằng sau. Trở kháng của loa là 6 ohm, công suất maximum là 160W một loa. Đây là phía đằng sau, thông số input 60W music made in Japan, cầu loa. Đây là số series 8689. Toàn bộ thiết kế là củ 500 kép 2 tầng. Đấy. Phân tầng gấu, bát của nó là bát 18, gân của nó là gân mút màng giấy, rốn vải và một tép đôn có cái chỉ vành giữa. Và đây là có một cái khối nấp nhung tách biệt thành hai phần. Đấy, tên của nó Panasonic SB-MX30. Chất âm rất là hay, căng cước đầy đủ, tiếng rất tốt. Tôi đỉnh thấy nghe cặp này tiếng rất hay luôn. Đang ghép mấy chiếc âm ly 7600 này nó rất là hợp. Mà là đang chơi những dòng pianer như SA7000, 7600, 7900 đánh những cặp này rất là hay. Cặp này thì kích thước tổng quan thì chiều cao đạt 40, chiều ngang 22 và chiều sâu là 26. Loa rất đẹp, tất nhiên nó vẫn là đồ cũ, có trầy xước nhẹ. Series bên này là 8687. Lỗ thùng 10 phía đằng sau. Căng cước đầy đủ và đẹp xuất sắc. Hiện tại cặp loa thì đang có mức giá là 2.800.000 đồng. Giá thì cực kỳ là mềm mại. Và đã ghép với chiếc gầm lê này thì đang có mức giá là 4.2. Những dòng 7600 xuất âm tụ này thì tiếng rất là tuyệt vời. Ghép tốt các loại loa Nhật Bass 2530. Đấy, các bác nào mà đang nghe những dòng loa của Pioneer ghép những cặp này thì rất là tuyệt. Tiền vu vẩy đẹp. Xuất sắc. Nguồn vàng, ruột gan là đẹp len keng, mặt tiền không có vết chảy xước mà giá chỉ có 4.2 triệu. Nó nhỉnh hơn chiếc 7900 một chút, nhưng nếu mà so sánh giữa dòng 7900 và dòng này thì nếu như các bác nghe nhạc vàng thì dòng này sẽ mềm hơn, vì đây là những dòng mà nó xuất âm tụ tiếng rất tốt. Các bác có thể là mua riêng lẻ hoặc là mua cả bộ thì Calo số đỉnh. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.